nam châm cao cấp, loa tẹp chống cháy 100%, 1 triệu một cặp, bao ship số 12x12, chiều cao 16 phân. Loạt tép có chế độ bật siêu tép, tép làm sẵn hết rồi, dây 1 mét rồi. Vì anh em đấu vào đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy. Loạt tép tăng độ nét gấp 3 lần cho bộ dàn âm thanh. Anh em hay bị chết tép nhiều này, hoặc là tép hàng rẻ nó bị cháy nhiều này, thì anh em liên hệ kênh bên mình. Chúng tôi chuyên loa tép cao cấp, thế này từ 9 nha, côn 3,5, trang bị chống cháy 100%. Có bóng cảnh báo méo tín hiệu đây. Trong quá trình sử dụng bóng đèn này không sáng mới ok nhá. Chứ còn bóng bị sáng là do vang nâng lọc đang méo tín hiệu khoảng 40%. Để bóng sơ cua trên nóc đây. Đấy nhá, bóng không sáng mới ok. Bóng này rút ra và thay thế có chân bé tí đây. 1 triệu một cặp của hai màu, màu đen và màu gỗ. Tiếp tăng độ nét gấp 3 lần cho bộ dàn. Anh em về test ok thanh toán, liên hệ với kênh Lưu Bắc Cạn, chuyên loa hàng chống cháy. Dòng cao cấp, hàng bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Số Zalo trên màn ảnh 0973 533 269. Đây, đây là cặp 1 triệu đây này, có chế độ siêu tép này, tép này. Hàng này mới là hàng đẹp nhá các bạn nhá. Hàng cực xịn luôn. Khung gỗ cực đẹp nhá. 1 triệu một cặp, bao ship. Anh em về test ok thanh toán, loa tép tăng độ nét gấp 3 lần cho các loại dàn. Karaoke, bolero cực đỉnh luôn. Ok nhá.